bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an và tràn đầy hạnh phúc. Trong phần chia sẻ Học Tiếng Anh cùng Vân Anh hôm nay, Vân Anh sẽ cùng với bạn học tiếng Anh trong nghề nail và chuyên cho dịch vụ làm về tay, tiếng Anh gọi là manicure. Và trong phần học tiếng Anh hôm nay, Vân Anh sẽ cùng bạn học về gel manicure, có nghĩa là dịch vụ làm tay mà sơn gel, hay còn gọi là sơn sao lắc. Vân Anh chúc cho bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công với lại nghề nail của mình. Bạn nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên phải, để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo về video học tiếng Anh rất là thú vị cùng với Vân Anh ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Khi mà bắt đầu khách đến với tiệm của chúng ta thì thợ chúng ta sẽ chào khách, đó là Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Đó là xin chào. Bạn có khỏe không? Người Mỹ chào nhau thì người ta sẽ hỏi là bạn có khỏe không? Thông thường lịch sự thì khách sẽ trả lời là I'm good, thank you, and you? I am good, thank you, and you? I'm good, thank you, and you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? Chúng ta sẽ trả lời là I'm good too, thank you. I'm good too, thank you. I'm good too, thank you. Cách khác, khi chúng ta hỏi khách có khỏe không thì khách sẽ trả lời là I'm great, thank you, how are you doing? I'm great, thank you, how are you doing? I'm great, thank you, how are you doing? Có nghĩa là tôi rất là ổn, cảm ơn bạn. Thế còn bạn đang như thế nào? Thì chúng ta sẽ trả lời là I'm doing great, thank you. I am doing great, thank you. I'm doing great, thank you. Có nghĩa là tôi cũng đang rất ổn, cảm ơn bạn. Hoặc là I am great, thank you, how about you? I am great, thank you, how about you? Có nghĩa là tôi rất ổn, cảm ơn. Thế còn bạn thì sao? Thì lúc này chúng ta sẽ trả lời là I'm great too, thank you. I'm great too, thank you. I'm great too, thank you. Hoặc là chúng ta cũng có thể trả lời khác là I'm pretty good, thank you. I'm pretty good, thank you. I'm pretty good, thank you. Có nghĩa là tôi khá ổn, cảm ơn bạn. Hoặc là cách trả lời khác, not too bad, thank you. Not too bad, thank you. Not too bad, thank you. có nghĩa là cũng không tệ lắm, cảm ơn bạn. Xong rồi thì chúng ta hỏi khách là khách có nhu cầu gì, đúng không ạ? Để chúng ta có thể phục vụ cho khách được đúng, thì chúng ta sẽ hỏi là What can I serve you today? What can I serve you today? What can I serve you today? Có nghĩa là tôi có thể phục vụ gì cho bạn được. Câu hỏi khác chúng ta cũng có thể hỏi là What can I help you today? What can I help you today? What can I help you today? Có nghĩa là tôi có thể giúp gì được cho bạn. Câu trả lời của khách sẽ là, vì khách muốn làm gel manicure cho nên khách sẽ trả lời là I want gel manicure. I want gel manicure. I want gel manicure. Hoặc là khách sẽ trả lời là I want my nails to be done. I want my nails to be done. I want my nails to be done. Có nghĩa là tôi muốn tay của tôi được chăm sóc. Thì lúc này thở của chúng ta sẽ trả lời là Great, please pick out your color. Great, please pick out your color. Vì chữ pick, âm cuối cùng của nó là âm K. Chữ L là nguyên âm, cho nên chúng ta sẽ đọc nối là pick out. Great, please pick out your color. Chúng ta nói nhanh hơn ha. Great, please pick out your color. Được thôi, vui lòng chọn nước sơn mà bạn muốn. Sau khi khách chọn nước sơn xong thì chúng ta nên mời khách đi rửa tay, vì khách từ ngoài vào chúng ta cũng không biết là khách đã chạm vào những đâu, tay của khách đã đụng vào những chỗ nào, thì có thể là tay khách không được vệ sinh lắm. Và để bảo đảm an toàn cho chúng ta cũng như là cho khách thì chúng ta nên mời khách đi rửa tay. Thì lúc này chúng ta nói là Can you please wash your hands at the sink? Can you please wash your hands at the sink? Can you please wash your hand at the sink? Có nghĩa là mời bạn đi rửa tay ở bồn rửa tay. Sau khi chúng ta thấy khách rửa tay xong thì trong thời gian đó chúng ta cũng đang chuẩn bị bàn của chúng ta ngồi để chuẩn bị phục vụ cho khách, chúng ta trải khăn ra, đúng không ạ? Để đón khách. Thì khi đó chúng ta mời khách đến chỗ mình thì chúng ta nói là I am ready for you over here. I am ready for you over here. I'm ready for you over here. Có nghĩa là tôi đã sẵn sàng cho bạn ở đây rồi. Và khi khách đến thì chúng ta mời khách ngồi. Sit down please. Sit down please. Sit down please. Có nghĩa là mời bạn ngồi. Sau khi khách đã ngồi yên vị xong thì chúng ta mời khách uống nước. Nếu như mà tiệm của chúng ta có phục vụ nhiều loại thức uống khác nhau thì chúng ta sẽ nói với khách là Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Là bạn có muốn uống gì không? Trường hợp này khách sẽ hỏi lại chúng ta What do you have? What do you have? What do you Have. Có nghĩa là bạn có những loại thức uống nào. Nếu chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ nói cái đó cho khách biết. Chẳng hạn như tiệm của bạn có phục vụ trà, cà phê hay là nước ngọt, thì chúng ta sẽ trả lời với khách là We have tea, coffee, sodas and water. Nước ngọt người Mỹ gọi là sodas. Sodas. Sodas là nước ngọt các loại. We have tea, coffee, sodas and water. We have tea, coffee, sodas and water. Có nghĩa là chúng tôi có phục vụ trà, cà phê, nước ngọt và nước đóng chai. Thì khách sẽ chọn một trong những loại thức uống đó. Thì nếu mà khách chọn trà thì khách sẽ nói là Tea please, tea please, tea please. Có nghĩa là làm ơn cho tôi trà. Hoặc cũng có thể khách nói câu dài hơn. Can I have tea please? Can I have tea please? Can I have tea please? Là vui lòng cho tôi xin trà. Hoặc là khách muốn uống cà phê thì khách sẽ nói là Can I have coffee please? Can I have coffee please? Can I have coffee please? Có nghĩa là tôi có thể uống cà phê được không? Trong trường hợp khách muốn uống nước ngọt thì khách sẽ nói là Can I have soda please? Can I have soda please? Can I have soda please? Thì như vậy soda có nghĩa là nước ngọt các loại. Vậy thì họ muốn uống cái gì ha? Thì chúng ta sẽ hỏi khách, trong trường hợp là tiệm của chúng ta có nhiều loại soda thì chúng ta lại hỏi khách tiếp là We have Coke, Diet Coke. Có nghĩa là chúng ta có nước Coca, và nước Coca dành cho người ăn kiêng thì chúng ta lại nói là We have Coke, Diet Coke. We have Coke, Diet Coke. Thì khách sẽ trả lời là một trong hai cái đó. Chẳng hạn như là họ muốn uống Coca hay là họ muốn uống Coca để ăn kiêng. Ở đây Vân Anh ví dụ là họ sẽ muốn uống Coca dành cho người ăn kiêng. Thì người ta sẽ nói là Can I have Diet Coke please? Can I have Diet Coke please? Có trường hợp khách sẽ nói ngắn gọn hơn. Diet Coke please. Diet Coke please. Diet Coke please. Trong trường hợp khách muốn uống nước thì khách sẽ nói là Can I have water please? Can I have water please? Can I have water please? Có nghĩa là tôi có thể uống nước được không? Trong trường hợp tiệm của bạn chỉ có phục vụ một loại nước uống thôi thì chúng ta sẽ nói là Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Có nghĩa là bạn có muốn một chai nước để uống không? Nếu mà khách muốn thì khách sẽ nói là Yes, sure. Có, chắc chắn rồi. Yes, sure. Hoặc là khách cũng có thể trả lời là It should be great, thank you. It great, thank you. It should be great, thank you. Và lúc này thì chúng ta sẽ đi lấy nước cho khách. Và chúng ta trả lời là sure, sure, sure. Có nghĩa là chắc chắn rồi, được chứ. Và khi chúng ta lấy nước ra, chúng ta đưa cho khách thì chúng ta sẽ nói là here you go, here you go, here you go. Có nghĩa là nước của bạn đây. Thì khách thường sẽ nói là thank you, cảm ơn, thank you, thank you. Rồi, đó là xong phần chào hỏi ha. Bây giờ tới phần chúng ta làm tay cho khách. Thì chúng ta sẽ kêu khách đưa tay của khách cho mình. Can I have your hand please? Can I have your hand please? Can I have your hand please? Có nghĩa là vui lòng đưa cái tay bạn cho tôi. Hoặc là chúng ta có thể nói câu khác là please give me your hand. Please give me your hand. Nó cũng có nghĩa là vui lòng đưa cái tay của bạn cho tôi. Hoặc là chúng ta có thể nói là move your hand closer please. Move your hand closer please. Có nghĩa là vui lòng đưa cái tay của bạn lại gần. Lúc này chúng ta xác định là dịch vụ với khách hàng ha, thì chúng ta hỏi do you want gel manicure or regular manicure? Do you want gel manicure or regular manicure? Do you want gel manicure or regular manicure? Nếu như khách muốn làm tay mà sơn gel thì họ sẽ trả lời là gel manicure please. Gel manicure please. Gel manicure please. Có nghĩa là tôi muốn làm tay sơn gel. Hoặc là chúng ta có thể hỏi là do you want gel manicure? Do you want gel manicure? Có phải là bạn muốn làm tay sơn gel hay không? Hoặc là chúng ta có cách hỏi khác nữa. Would you like gel manicure? Would you like gel manicure? Would you like gel manicure? Có nghĩa là bạn muốn làm tay sơn gel phải không? Câu would you like, câu nói would you like gel manicure và câu do you want gel manicure, cả hai câu này đều có nghĩa giống nhau, nhưng mà chữ would you like gel manicure nó mang tính lịch sự hơn. Thì bạn tùy, bạn có thể chọn câu nào cũng được. Cái nào mình thuận lợi thì mình nói. Bản thân Vân Anh thì Vân Anh thích chữ là would you like gel manicure, nghe nó lịch sự hơn ha. Nếu như mà khách muốn gel manicure thì họ sẽ trả lời là yes please, yes please, yes please. Vâng, đúng rồi. Thì thông thường khách mà làm gel manicure có nghĩa là họ muốn sơn màu gel lên trên móng thật của họ, thì không có nối móng dài ra. Trong trường hợp này là thông thường những người khách mà sơn gel trên tay thì móng tay của họ cũng không có dài lắm so với là những người mà họ gắn móng giả. Thì khi chúng ta làm tay gel cho khách, chúng ta phải hỏi khách là cái móng tay đó của họ có muốn được cắt ngắn hay không, hay là họ muốn giữ cái độ dài của móng như vậy. thì chúng ta sẽ hỏi là Would you like to keep the length or cut it shorter? Would you like to keep the length or cut it shorter? Would you like to keep the length or cut it shorter? Có nghĩa là bạn muốn giữ cái độ dài như thế này của móng hay là bạn muốn cắt nó ngắn lại? Câu khác. Would you like your nail shorter? Would you like your nails shorter? Would you like your nails shorter? Là bạn có muốn cái móng tay của bạn ngắn lại không? Câu khác. Would you like to cut down your nails? Would you like to cut down your nails? Would you like to cut down your nails? Có nghĩa là bạn có muốn cắt ngắn móng tay của mình xuống không? Nếu mà khách muốn thì khách sẽ nói là Yes, please. Yes, please. Yes, please. Và khi khách trả lời có thì chúng ta cũng phải hỏi khách là How short would you like for your nails? How short would you like for your nails? How short would you like for your nails? Có nghĩa là bạn muốn ngắn như thế nào cho móng của bạn? Thì khách sẽ trả lời là Very short, please. Very short, please. Very short, please. Có nghĩa là vui lòng cắt thật ngắn. Có thể khách sẽ trả lời cách khác là A little short. A little short. A little short. Có nghĩa là ngắn một chút xíu thôi. Và khách cũng có thể trả lời là You can trim. You can trim. You can trim. Có nghĩa là bạn có thể cắt ngắn xuống một chút. Nếu khách không muốn cắt ngắn thì khách sẽ trả lời là No, just file. No, just file. No, just file. Có nghĩa là không cần, chỉ cần dũa thôi. Và đối với sơn muốn treo thì chúng ta cũng sẽ dũa cái shape cho khách cho nó đẹp ha, cho nó đều bằng phẳng. Thì tuy là khách kêu là cắt ngắn thì chúng ta cũng phải dũa làm sao để cho cái hình dạng móng nó đẹp, thì chúng ta phải cắt vừa đủ. Ví dụ như chúng ta phải hỏi khách là cái shape nào, tức là hình dáng móng nào khách muốn, thì chúng ta sẽ hỏi là What shape would you like? What shape would you like? What shape would you like? Hoặc là chúng ta có thể hỏi là What shape do you want? What shape do you want? What shape do you want? Là bạn muốn hình dáng móng như thế nào? Thông thường thì móng treo, cái móng tay của khách đó, đã ngắn sẵn rồi, cho nên đó là nó chỉ có khoảng chừng 2-3 hình dáng móng thôi. Nhưng mà cái hình dạng móng bầu dục và móng tròn thì thường nó giống nhau, cho nên là người ta thường hay gọi là móng round, gọi là tròn ha. Round, round. Còn móng vuông thì người ta gọi là square, square. square, square. Đó là móng vuông. Thường thì khách sẽ thích là móng vuông và có bo ở cạnh móng, cho nên người ta sẽ nói là I want square with round corner. Có nghĩa là tôi muốn móng vuông và bo tròn ở cạnh móng, ở cái góc móng. I want square with round corner. I want square with round corner. Nếu mà khách muốn móng tròn thì khách sẽ nói là I want round shape. I want round shape. I want round shape. Shape là hình dáng móng ha. Shape, shape, shape. Nếu mà khách muốn móng vuông thì người ta sẽ nói là I want square. I want square. I want square. Là tôi muốn móng vuông. Sau khi chúng ta cắt và vẽ hình dáng móng đã xong rồi thì chúng ta phải hỏi khách là, để cho khách thấy có được hay không, đã ổn hay chưa, thì chúng ta hỏi là Is the length and shape good? Is the length and shape good? Is the length and shape good? Có nghĩa là độ dài và hình dáng của móng như vậy đã ổn chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi là Is the length and shape okay? Is the length and shape okay? Is the length and shape okay? Nó cũng có nghĩa tương tự là bạn thấy dáng móng và cỡ dài của móng như vậy đã ổn chưa? Nếu mà khách nói ổn thì họ sẽ nói là Yes, it's good. Yes, it's good. Yes, it's good. Hoặc là họ sẽ nói là It's fine. It's fine. It's fine. Có nghĩa là ổn rồi, được rồi. Và tới lúc này là công đoạn mà chúng ta làm sạch cái mặt móng của khách. Thì chúng ta sẽ sủi, chúng ta sẽ cắt da của khách, hoặc là chạy máy để mà làm sạch cái cuticle. Thì trong quá trình của chúng ta làm, có khả năng là chúng ta sẽ làm đau tay khách, có nghĩa là có thể chúng ta sẽ cắt phạm da của khách, làm cho tay khách đau, hoặc là có khả năng là chúng ta sẽ làm cho khách bị chảy máu chẳng hạn như vậy. Thì khi mà khách đau thì họ có cái cử động là giật nhẹ cái tay lại ha. Thì lúc đó chúng ta biết là mình đã cắt hơi phạm sâu một chút xíu, đúng không ạ? Thì chúng ta hỏi khách là Is it hurt? Is it hurt? Vì chữ is là chữ s ở cuối, chữ it là nguyên âm, cho nên là chúng ta sẽ đọc nối cái chữ S với chữ X lại với nhau thành là chữ Z. Thì chúng ta đọc nối là Is it hurt? Is it hurt? Có nghĩa là có đau không? Nếu mà khách đau thì khách sẽ trả lời là Yes, it's hurt. Yes, it's hurt. Yes, it's hurt. Nếu mà khách không có thấy cái gì nghiêm trọng thì khách sẽ nói là No, you're fine. No, you're fine. Không, bạn ổn, không có gì cả. Hoặc là khách sẽ trả lời là No, you're good. No, you're good. No, you're good. Là không, không sao cả. Thì lúc này chúng ta tiếp tục làm ha. Và nếu như chúng ta làm đau khách và khách trả lời là có, thì chúng ta phải nói lời xin lỗi với khách ha. Sorry, I'll be more careful. Có nghĩa là xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Sorry, I'll be more careful. Sorry, I'll be more careful. Đối với lại tay treo thì sau khi chúng ta làm sạch mặt móng, chúng ta bóp phở, chúng ta phủi bụi, làm sạch mặt móng xong thì chúng ta sẽ tiến hành sơn lớp sơn base. Chúng ta sơn lớp sơn base xong cho khách thì chúng ta phải xác nhận lại cái màu nước sơn của khách. Chúng ta sẽ hỏi là What's your color? What's your color? What's your color? Có nghĩa là màu nước sơn của bạn đâu nào? Chắc chắn là khách cũng đã để ở trên bàn sẵn cho chúng ta rồi, hoặc là người ta cũng đã chọn ở trong cái color wheel, có nghĩa là trong cái bảng màu rồi, người ta cũng đã chỉ cho mình rồi. Nhưng mà mình cũng phải hỏi lại để cho khách nhìn lại một lần nữa cái màu sơn của họ. Và khi họ đưa cho mình, người ta sẽ nói là Here you go, this is my color. Here you go, this is my color. Here you go, this is my color. Trường hợp này cũng giống như lúc nãy Phương Anh nói, chữ this là có chữ s ở cuối, chữ is là nguyên âm, cho nên chữ s cuối của chữ this nó liên kết với lại chữ is, cho nên chúng ta sẽ đọc là this. Cho nên chúng ta đọc là this is my color. Nếu mà khách đọc như vậy thì chúng ta hiểu là họ đọc nối. Và sau khi chúng ta có màu của khách rồi thì chúng ta sơn thử một ngón ở trên ngón út cho khách xem. Sau khi chúng ta sơn thử xong và chúng ta xác nhận lại để chắc chắn là khách thích cái màu này, để chúng ta sơn hết cả bàn tay, tránh trường hợp là chúng ta sơn hết cả bàn tay rồi đưa vào đèn hơ thì treo nó cứng lại rồi, và khách nói khách không thích màu này thì chúng ta lại phải gỡ ra rất là cực, cho nên là mất thời gian của cả khách cũng như là thợ, và lúc đó là xảy ra những cái tranh cãi, tranh chấp nó không đáng có. Thì chúng ta sẽ hỏi khách là khách có thích cái màu nước sơn mà họ đã chọn không ha? Thì chúng ta hỏi là Do you like this color so far? Do you like this color so far? Do you like this color so far? Có nghĩa là bạn thích cái màu này đúng không? Thì nếu như mà khách thích thì họ sẽ trả lời là Yes, I like it. Yes, I like it. Yes, I like it. Rồi, chữ like it trong trường hợp này cũng giống như lúc nãy chữ this is hoặc là it is. Thì chữ like âm cuối mình phát âm ra là âm k, là chữ k, và chữ it nối tiếp theo sau đó, cho nên chúng ta sẽ đọc nối là like it. Chúng ta lưu ý là tại sao người ta đọc nối như vậy, và chúng ta cũng nên tập đọc như vậy để nó có vẻ là sành điệu. Vì chúng ta ở Mỹ người ta nói như vậy thì chúng ta cũng nên nói như vậy. Và lúc này cũng là thời điểm tốt để chúng ta mời khách thêm dịch vụ để chúng ta tăng thêm thu nhập. Thì chúng ta sẽ hỏi khách là bạn có muốn trang trí trên móng tay của bạn hay không? Thì chúng ta sẽ hỏi là Would you like to design for your nails? Would you like to design for your nails? Would you like to design for your nails? Là bạn có muốn trang trí ở trên móng tay của mình hay không? Nếu khách không muốn thì khách sẽ nói là No, I'm good. No, I'm good. No, I'm good. Có nghĩa là không, tôi ổn. Còn nếu mà khách muốn thì khách sẽ trả lời là Yes, I want that. Yes, I want that. Có, tôi muốn điều đó. Và thông thường thì khách sẽ hỏi là bạn có biết cái cách trang trí móng như mà họ muốn, thì thông thường họ sẽ có những cái hình sẵn ở trong điện thoại và họ sẽ đưa cho chúng ta coi. Thì họ sẽ hỏi là Can you design like this picture? Can you design like this picture? Can you design like this picture? Là bạn có thể trang trí cái móng giống như cái hình này được không? Thì lúc này thợ của chúng ta sẽ trả lời là Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Có nghĩa là có, tôi làm được. Và chúng ta cũng nên báo giá cho khách ha. Giá của nó là sẽ tăng thêm tùy vào cái thiết kế đó, cái hình ảnh đó nó có khó với bạn hay không, và nó mất bao nhiêu thời gian, và cũng tùy vào cái giá ở tiệm của mình đưa ra nữa. Ở đây cũng đang ví dụ thôi ha. Ví dụ là chúng ta vẽ cái hình dáng đó, nó mình sẽ tính thêm tiền cho khách là 6 đồng, thì chúng ta sẽ nói là It costs $6 extra. It costs $6 extra. It costs $6 extra. Có nghĩa là bạn phải trả thêm 6 đồng nữa. Is it okay? Là bạn có đồng ý không? Is it okay? Is it okay? Là đó là chúng ta xác nhận lại là khách có muốn làm hay không. Nếu mà khách thấy cái giá đó ổn thì khách sẽ trả lời là Yes, go ahead. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Có nghĩa là được, cứ làm tới đi ha. Hoặc là khách sẽ trả lời là Yes, let's do it. Yes, let's do it. Yes, let's do it. Được, cứ làm đi. Trong trường hợp chúng ta sơn thử cho khách một ngón tay để khách xem là cái màu này có ổn hay không. Nếu như họ thấy, nếu trong trường hợp mà họ thấy không thích màu này nữa thì họ sẽ nói là I don't like this color so much. I don't like this color so much. I don't like this color so much. Có nghĩa là tôi không thích cái màu sơn này lắm. I don't like this color so much. Can I change the color? 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 Có nghĩa là tôi có thể thay đổi cái màu nước sơn được không? Vì lúc này chúng ta mới sơn thử cho khách trên một ngón út và chúng ta chưa có đưa vô đèn hơn, cho nên chúng ta có thể chùi cái nước sơn đó đi và cho khách lựa chọn một màu sơn khác. Thì chúng ta sẽ trả lời là No problem, you can pick another color. No problem, you can pick another color. No problem, you can pick another color. Không vấn đề gì, bạn có thể chọn màu khác. Và khi khách đã chọn màu khác rồi thì chúng ta lại tiếp tục sơn lên trên ngón út cho khách nữa, để cho khách xem là cái màu đó họ có thực sự thích hay chưa. Chúng ta chiều khách hết cỡ ha. Thì khi chúng ta sơn lên thì thường thì khách cũng sẽ chọn lần hai, thì thông thường thì họ cũng sẽ thích cái màu đó hơn ha. Thì họ sẽ nói là yes, it's pretty, I like it. Yes, it's pretty, I like it. Yes, it's pretty, I like it. Có nghĩa là có, nó dễ thương quá, tôi thích nó. Và chúng ta tiếp tục sơn cho hết bàn tay. Và khi sơn hết bàn tay rồi thì chúng ta bảo khách đưa tay vô đèn để mà hơ cho cái nước sơn nó khô. Thì chúng ta nói với khách là Please put your hand in the light. Please put your hand in the light. Please put your hand in the light. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là Can you please put your hand in the light? Can you please put your hand in the light? Can you please put your hand in the light? Có nghĩa là bạn vui lòng bỏ cái tay của mình vào trong đèn được hay không? Và chúng ta tiếp tục sơn cái bàn tay thứ hai. Sau khi chúng ta sơn bàn tay thứ hai xong rồi thì chúng ta kêu khách là đổi tay, có nghĩa là đưa cái tay đã hong khô rồi ra ngoài và đưa cái tay chúng ta vừa sơn vô trong đèn ha. Thì chúng ta sẽ nói là Switch your hand please. Switch your hand, please. Switch your hand, please. Trong quá trình chúng ta sơn mà khách nói chuyện và tay của khách hay có những cái động tác quơ lên quơ xuống thì cái tay nó sẽ có cái hơi rung giật, thì chúng ta yêu cầu khách là để cái tay yên ha. Thì chúng ta sẽ nói là Please keep your hand still. Please keep your hand still. Please keep your hand still. Hoặc là chúng ta nói với khách là Please don't move your hand. Please don't move your hand. Please don't move your hand. Có nghĩa là vui lòng đừng có di chuyển cái tay của bạn. Sau khi chúng ta sơn móng tay cho khách xong thì chúng ta vẫn phải hỏi khách là khách có thích hay không. Do you like them? Do you like them? Là bạn có thích nó không? Thì trong trường hợp này thường thì khách sẽ nói là thích. Yes, it's so pretty. I like them. Yes, it's so pretty. I like them. Yes, it's so pretty. I like them. Có nghĩa là nó dễ thương quá, tôi thích lắm. Và lúc này thì chúng ta đã kết thúc cái phần sơn treo. Và chúng ta chuyển qua là chúng ta sẽ bôi dầu lên cuticle của khách và massage. Và khi chúng ta massage ở trên tay khách thì thông thường chúng ta cũng không cần dùng lực quá nhiều ha. Nhưng mà chúng ta cũng nên tạo cái thái độ tích cực cho khách. Thì chúng ta nên hỏi khách là Do you feel good? Do you feel good? Do you feel good? Là bạn có thấy thích không? Chúng ta có thể hỏi thêm là Is pressure good? Is pressure good? Là bạn có thấy cái lực mà tôi massage cho bạn như vậy được không? Và nếu mà khách thích thì họ sẽ nói là Yes, It's great. Yes, it's great. Yes, it's great. Hoặc là khách sẽ trả lời là yes, it's awesome. Yes, it's awesome. Yes, it's awesome. Có nghĩa là ồ, thật là tuyệt vời. Thông thường thì họ sẽ tán thưởng thêm câu là it's my most favorite part. It's my most favorite part. It's my most favorite part. Có nghĩa là đây là cái phần mà tôi thích nhất. Thì khi mà khách thích như vậy rồi là chúng ta yên tâm là tí nữa là chúng ta sẽ có tiền tip ha. Và khi chúng ta làm xong, mà xoa xong thì chúng ta có thể kêu khách đi rửa tay. Thì chúng ta nói là now you can go to wash your hand at the sink. Now you can go to wash your hands at the sink. Now you can go to wash your hands at the sink. Có nghĩa là bây giờ bạn có thể đi rửa cái tay của mình rồi. Và khi khách đã rửa tay xong thì chúng ta nói là it's finished. It's finished. It's finished. Đó là dịch vụ của tôi làm cho bạn đã kết thúc ha. Thì xong xuôi rồi thì chúng ta phải nói là hẹn gặp lại bạn lần sau. See you next time. See you next time. Và chúng ta không quên chúc khách có một ngày tốt đẹp. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Hoặc là khi mà chúng ta làm cho khách, những vị khách cuối cùng trong ngày, tới chiều muộn rồi ha, thì chúng ta nói với khách là have a good night. Have a good night. Have a good night. Ok, như vậy là Phương Anh đã cùng bạn học tuần tiếng Anh dành cho nghề nail, gọi là gel manicure. Thì Phương Anh hy vọng là bạn sẽ có được những cái thông tin cũng như là có được bài học hữu ích cùng với Phương Anh hôm nay. Phương Anh hy vọng là bạn sẽ thích video này. Nếu bạn thích, hãy like và comment. Nếu bạn không thích, bạn không cần phải làm gì cả. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Và chúc cho bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là thành công trong công việc làm nail của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.